Sư phụ, sư phụ đi đâu mà mặc đồ cái xì tai nó lạ lùng như vậy vậy sư phụ? Đi chơi đi đâu con? Rồi con bây giờ là máu làng là ra chờ, đi chờ là phải bẹn đồ cho nó fashion style vậy đó con. Chị em tiểu thương ta mới nửa mình, hiểu không? Ta nửa là ta bén rẻ cho mình, con hiểu không? Đó, dán nè, ở đây là cái lọ, thấy chưa? Không bao giờ được mở lọ này ra. Sao vậy sư phụ? Trời ơi, ở trong cái lọ này nó có một cái con yêu quái, tên là yêu quái nhìn nhịn. Nếu như mẹ con mà mẹ mà mở ra, nó hớp hồn con là chết, nhớ chưa? Dạ. Rào, bây giờ con ở nhà nhớ giữ cẩn thận, không được mở ra. Dạ. Nhớ chưa? Con nhớ rồi sư phụ. Sư phụ đi chờ ở đây. Dạ, sư phụ đi bình an. Ok. Sư phụ kêu ở đây trong đây có một con yêu quái rất là xinh đẹp. À, thôi thì mở ra một chút xíu và đóng lại, không sao. Wow, quả nhiên là xinh đẹp mà. Ôi ôi, đẹp quá. Thiệt đúng là lời sư phụ nói không sai. Nàng ơi, nàng lại đây ngồi với ta nè. Hổ gơ vậy đó, đi chợ mà để quên tiền. Ô châu che con bé từ ở trong hũ. Dạ yêu quái đó sư phụ. Chết rồi yêu quái đó, trời ơi. Mày điên hả? Sư phụ mới diện mày là sao? Sư phụ mới nói là đi chợ là không được mưa re, con yêu quái nó re là nó bắt là chết. Ờ nhưng mà nó đẹp quá sư phụ ơi. Bây giờ mày phải tránh re đi để sư phụ thu phục con yêu quái cho, trời quá. Dạ. Hở em yêu quái ơi, em muốn gì ở anh em. Ơi sư phụ, không được, nàng là của con mà sư phụ. Mày điên quên nàng của tao, nàng mới đập cái khăn cái bịp như gái ở trong quán bia đập leo mặt cái tao, mày không thấy hả mày? Em không được làm như vậy nữa, em là của anh mà. Mày điên quá, nàng là của thầy, hiểu không? Nàng là của sư phụ, coi như là bây giờ đó, còn nuôi mày bao nhiêu năm ăn học cũng lớn rào. Bây giờ là mày đi đi, sư phụ cho mày xuất khỏi sư môn luôn, mày không đi đâu mày đi. Trời sư phụ, hiểu không? Không ngờ sư phụ là như vậy. À sư phụ à, sư phụ còn sống được có bao nhiêu năm nữa sư phụ à? Mày điên quá, tao sống được bao nhiêu năm mày phải cho tao hưởng thụ quá trời. Ôi trời ơi sư phụ, sống có mấy năm chịu sao mà nổi? Mày điên á, tao sống mấy năm tao mua thuốc cường dương tao uống hết trời. Thôi. Bây giờ hai thầy trò cãi nhau đúng không? Bây giờ em đẹp quá mà phải cỡ nhau chứ đâu. Bây giờ á, hai anh đứng xếp hàng vô, em hô sổ số. Anh nào vô đúng số đó thì anh nó được đi theo em nha. Ok, cho okay. Luôn em ơi. Em muốn gì cũng được hết. Số gì ra? Đọc lẹ em ơi. Số gì ra? Lẹ lên em ơi. Số mấy nha? Số gì ra? Ai con số 2. Có số 2. Có số 2 hả con? Ông đi trào quá gì vậy trời? Kêu lô tô gì mà có kêu ai số 2 vậy trời? Anh có muốn em kêu lô tô nữa không? Không có số nào luôn, em kêu tiếp đi, em đẹp quá. Từ từ em kêu tiếp nha. Rồi kêu đi. Số gì ra? Ô cơ. Anh đưa em theo với, đừng đưa em qua biên giới. Đến nơi đâu em có thể anh chờ trọn đời. Con số 8. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời, tự nhiên anh trao giọng đời rồi con số 8. Ủa em muốn hát gì kệ em đi. Con số 8. Kinh. Kinh rồi. Ờ cái này là không công bằng rồi, anh không chịu đâu. Hổ quá. Cái gì mà chơi lô tô người ta là phải là 1, 2, 3, 4, 5 hàng là 5 số đó, vô một lượt anh mới được kinh đó trời. Kêu 2 số bác nó kinh rồi trời. Bây giờ em mới biết có 2 bài đó thôi à. Ok em. Ôi vậy là em đã thuộc về anh rồi sao? Ok à, anh đừng nắm tay em má. Em la em la. Em la. Dạ. Em còn nghe thơ quá. Dạ. Thôi anh ơi, anh đi với em nha. Hả? Quăng qua. Sư phụ từ nãy vừa sư phụ đẻ trục được cái thần lực me ém của nó rồi. Con này đứng qua đây, đứng qua đây đi. Bây giờ sư phụ phải trục re luôn, không ấy là con bị mơ mùi là con chết luôn á. Ra hú cha, ra đi nè. Đó, ra hú cha. Re chưa? À, hình như con cũng ra rồi sư phụ. Quăng quăng. Bây giờ là nếu như con đứa cái con yêu quái này ở đây trong đây lâu một chút xíu nữa là nó sẽ giết hai sư phụ, hai thầy trò mình chết luôn, hiểu không? Bây giờ nè, con phải nhèo que. Con khóe tay nó lại, sư phụ sẽ dùng cái lọ thủy tinh sư phụ bét nó. Que khóe tay nó lại. Dạ sư phụ, mày đứng yên cho tao, đứng đi, không đi đâu hết. À giờ nè, tao cầm cái này rồi tao mửa ra nè. Đó, bắt đầu nó mửa.
miễu ra bé bé nó được rồi từ từ. Cứng quế là trời ơi. Tay mày chân mày mạnh mày cứng nhắc rồi mày mửa nó ra không ra luôn. Bỏ đây coi. Mày mở ra câu ra tao đứng ra tao bét nó không. Để nhỏ này đứng nó đừng đi đâu hết á. Rồi. Để con hướng dẫn sư phụ nha. Mở ra. Không chỉ có một cách mở cái nắp này mà còn có nhiều cách để mở cái nắp này nữa nha sư phụ. Hay da. Các cách mở nắp chai. 1. Dùng băng dính. Bạn dán một đoạn băng dính nhỏ vào góc nắp lọ và kéo nhẹ như thế này, nắp hộp sẽ không còn cứng đầu được nữa. Hoặc bạn cũng có thể gấp mảnh băng keo lại và dán xung quanh nắp lọ, sau đó thì mở nắp như bình thường. 2. Úp ngược lọ. Nếu như cách mở thông thường không có tác dụng, bạn hãy thử úp ngược chiếc lọ lại nhé. Ba, khăn và nước. Bạn hãy xả khăn trong nước rồi vắt ráo. Sau đó thì ấp chiếc khăn lên nắp lọ và mở ra như bình thường. 4. Ngâm trong nước nóng. Bạn ấp ngược lọ lại, ngâm phần nắp trong nước nóng khoảng 1 phút. Sau đó thì mở nắp như bình thường nhé. 5. Phương pháp gõ. Bạn có thể sử dụng một chiếc thìa, gõ vài lần lên nắp quanh miệng lọ, sau đó xoay nhẹ nhàng để mở nắp. 6. Dùng dây thun và găng tay. Bạn quấn dây thun cao su quanh nắp lọ, rồi đi găng tay vào nữa nhé. Hãy tận dụng lực ma sát giữa găng tay và dây thun cao su. Bạn có thể dễ dàng xoay nắp kim loại và mở lọ thực phẩm. 7. Dùng máy sấy tóc. Bạn hơ máy sấy lên nắp lọ chừng 2 phút, sau đó thì mở nắp nào. Do nắp kim loại truyền nhiệt nên mọi người hãy nhớ lấy khăn hoặc giấy lót để tránh bị bỏng nhé. Hey, đó, thấy chưa? Dễ ờm à. Ủa, sư phụ đâu rồi? Sư phụ. Quang ơi, trời quang, mày nhốt sư phụ vô trong cái lò hỏa luôn rồi. Ủa, sư phụ vô chậm chi vậy? Trời ơi, thẻ tao re đi trời quang. Hả? Thép múc cùng chàng đi tới tận cùng trời cuối đất. Cùng trời cuối đất là đi đâu? Là tụi mình đi đâu cũng được, miễn sao có xếp với chàng là được rồi. Vậy hả? Dạ, chàng bỏ cái chai này xuống đi. Đúng rồi, bây giờ tụi mình cùng đi nào. Ok, tụi mình cùng nhau lạc trôi nào. Ê, trời quân, ai đã bay đi tiệt nhỉ? Quân ơi, mở bữa sư phụ đi con ơi, nhốt trong này hoài sư phụ chết con ơi, đừng đi mè hai đứa quân. Bây giờ hai anh đứng xếp hàng vô, em sẽ hô lơ tô, chở chó. Em nói gì nói nghe không rõ luôn á trời.